chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Nhà Vui TV. Mình là Sơn Mập. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một cái máy ép rất là xịn sò. Ba mẹ mình mới mua tặng mình tại vì mình rất là thích uống nước ép. Và bây giờ khui hàng. Thì sao quá ta? Để sự trợ giúp của ba. À, này ra trước. Wow. Cái thùng bự dữ vậy. Có gì vậy? Có cái máy. Máy ép. Thôi, cái máy bự dữ vậy. Cái máy siêu to không lồ. Đẹp không? Ôi có cái nút này. Nút là nút bật đó con. Máy sửa nó. Cái này là để rạc đây. Giờ mình chưa biết đâu. Sao biết màu đó màu gì không con? Màu xám. Cái này phụ kiện. Cái này một chi tiết. Bây giờ mình sẽ lắp những chi tiết đầu tiên. Nè. Bỏ vô. Xong. Cái này rất là quan trọng, nó không có nó thì không có quay nước ép được, làm nước ép được. À, tới chi tiết tiếp theo. Xoay vô. Em sẽ đẩy này lên đây. Vô khớp luôn. Không tới bỏ này vô đây. Cái máy này không thẳng. Không chịu quay đi. Bỏ cái này vô. Rồi thôi, lấy cái này. Này, bây giờ mình sẽ quay ra đây. Để cái này vô đấy. Vậy là xong. Còn cái này là để bỏ vô mấy cái chỗ này nè. Để ép cái cây mềm á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Hẹn gặp các bạn vào những clip tiếp theo.